10 quốc gia nào có nhiều người Việt Nam sinh sống nhất? Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết nhé. Và theo thống kê 2024 thì có khoảng 5.3 triệu người Việt Nam sống ở nước ngoài. Và quốc gia đầu tiên là Nga với thống kê là 150.000 người Việt Nam và thành phố đông dân nhất là thành phố Moscow hơn 20% người Việt đang sinh sống và làm việc ở đây. Và quốc gia thứ hai là Đức với thống kê trong năm 2023 là 215.000 người Việt Nam và thành phố đông người Việt nhất là thành phố Berlin với hơn 20.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở thành phố này, chiếm 1% của tổng dân số của thành phố. Và quốc gia thứ ba là Hàn Quốc với thống kê mới nhất là 209.000 người Việt Nam và ba thành phố đông dân nhất là Phong Giang, Busan và Seoul và người Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách người di cư nhiều nhất tại Hàn Quốc thứ nhất là người Trung Quốc và quốc gia thứ tư là Đài Loan và với thống kê mới nhất là khoảng 250.000 người cho tới 470.000 người Việt Nam đang sống tại đất nước này và 42% dân số đang sinh sống và làm việc ở thành phố Taipei, thành phố Taipei mới và thành phố Taoyuan. Ngoài ra có khoảng 118.000 người phụ nữ Việt Nam đang làm giao ở Đài Loan thông qua dịch vụ may mối bắt hợp pháp có từ năm 2005 và nước Canada là quốc gia thứ năm với với thống kê mới nhất là 275.000 người Việt Nam chiếm 0.7% dân số của Canada và thành phố đông dân nhất là Toronto với khoảng 85.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở thành phố này. Và thành phố này sát Mỹ khoảng 2 tiếng đồng hồ chạy xe. Và quốc gia thứ 6 là Úc với thống kê là 335.000 người Việt Nam chiếm 1.3% tổng dân số của nước Úc và thành phố đông dân nhất người Việt sinh sống là thành phố Sydney có 83.000 dân. Và quốc gia thứ 7 là Pháp với thống kê mới nhất là 350.000 người Việt Nam và cũng là một cộng đồng châu Á lâu đời nhất ở Pháp có từ thế kỷ 19 cho tới bây giờ và thành thành phố Paris là thành phố đông dân nhất có khoảng 70.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở thành phố này. Và Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 8 trong danh sách này với tổng dân số là 563.000 người Việt Nam, xếp hạng thứ hai trong danh sách người di cư tại Nhật Bản. Đứng thứ nhất là Trung Quốc và thứ ba là Hàn Quốc. Và hai thành phố đông dân nhất là thành phố Tokyo và Osaka. Và quốc gia thứ chín là Campuchia với thống kê là khoảng 400.000 người cho tới 1 triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở đất nước này. Một con số nhiều hơn cường tưởng tượng và đa số người Việt tập trung ở Campuchia dọc theo bờ sông Mekong và hồ Tonle Sap tại các tỉnh Siem Reap và thủ đô Phnom Penh không biết cường đọc có đúng không các bạn có thể chỉnh cường nhé và quốc gia cuối cùng cũng là quốc gia nhiều người Việt Nam sinh sống nhất đó là nước Mỹ với thống kê mới nhất là 2.3 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở đất nước này chiếm chấm 7 phần trăm dân số của cả nước Mỹ và tiểu bang California là tiểu bang có đông người Việt nhất với khoảng 800.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở trong tiểu bang này có bạn nào đang sinh sống và làm việc trong một trong những nước này không nhớ comment ở dưới cho cường biết với nhé và đừng quên theo dõi kênh của cường